Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ các bạn. Các bạn thấy là Thuận đã di chuyển từ một cái phòng chống cũ qua cái phòng chống mới rồi. Và ngày hôm qua đây Thuận cũng đã chia sẻ một cái clip ngắn về cái tình hình của cái phòng làm YouTube. Nhưng mà nào mà chưa xem thì có thể xem trên những mạng xã hội hay là trên YouTube. Thì các bạn có thể biết là cuối tuần này đó cũng giống như là tuần trước đó Thuận cũng bận để mà di chuyển qua cái nhà mới. Và đây là cái tuần thứ nhì các bạn. Tại vì thường nó thì trong một tuần Thuận bận cho nên không có thời gian để mà di chuyển Thì cuối tuần nên Thuận dùng thời gian để mà di chuyển Và tuần sau sẽ là cái tuần cuối cùng Thuận sẽ coi như hoàn tất Di chuyển qua cái nhà mới Và nhiều bạn cũng hỏi Thuận là tại sao mà Không di chuyển một lần mướn người Thì có các bạn người ta sẽ đến vào Tuần sau để mà di chuyển tất cả những cái còn lại Nhưng mà có một số đồ vật quan trọng không phải tự di chuyển và có một số điều thường phải tự làm chứ không thể dựa vào người khác được và hôm nay đó thì các bạn đã thấy là chúng ta đã bắt đầu bước qua một tuần mới rồi nhưng mà nào ở việt nam thì đã bước qua ngày thứ hai và chúng ta cũng vừa thấy được Chứng khoán Hoa Kỳ đó thì vừa mở cửa các bạn và thường đang nói tới đó chính là chỉ số hợp đồng tương lai. Thì các bạn đã được hợp đồng tương lai thì bây giờ thì xanh nhẹ một chút cả ba chỉ số đó Nasdaq Futures, uh, S&P 500 và Dow Futures đó thì tất cả tăng từ 0.1 tới 0.2. Trong video này đó thì cũng giống như là những cái video vào chiều chủ nhật thường chia sẻ chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn vào một số những cái sự kiện sẽ xảy ra trong tuần này những gì các bạn cần phải quan tâm đến. Chúng tôi cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin nổi bật đã xảy ra trong cuối tuần qua chúng ta cũng sẽ cùng nhau cho thời gian để mà trung bình giá cho account demo tuần này nhưng mà đầu tiên hết á, thì à, các bạn sẽ thấy được là thị trường ngày hôm nay có xanh có đỏ nhưng mà các bạn đã thấy là phần lớn đó là màu đỏ hiện tại Mặc dù là chúng ta có thể nhìn cái mức giá của những đồng lớn từ ngày thứ sáu tới bây giờ đó thì không có thay đổi nhiều Chúng ta cũng thấy được là BTC thì cũng cỡ đó hơn 29.000 đô các bạn Hiện bây giờ đó BTC ở mức là 29.284 đô Ether thì cũng như vậy mà thôi không có nhiều sự thay đổi và các bạn thấy được là trong cái top 100 này đó cái đồng mà có cái sự thay đổi nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua ừ. là Torchain tăng 9.2 thì ngoại trừ Torchain ga tăng 9.2% trong vòng 24 giờ qua phần còn lại cũng không nhiều rồi đáng kể còn xuống nhiều đó thì chúng ta cũng không thể nào là gọi là xuống quá nhiều ngoại trừ Robit và Shiba Inu nhưng mà các bạn thấy được là hai đồng này đã cũng có sự tăng trưởng trong vòng 7 ngày qua 7 ngày qua đây chúng ta cũng có một cái sự tăng trưởng không hề nhỏ cho Robit các bạn tăng 57% và Torchain tăng 47%, chúng ta cũng có Pepe tăng 19% trong vòng 7 ngày qua, Toncoin tăng 15% và Shiba Inu thì tăng 89%. Chúng ta cũng thấy được là những cái đồng meme coin ấy, như là Shiba Inu và Pepe cũng đã có một cái sự tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại ra thì chúng ta không thấy nhiều cái động tĩnh liên quan tới Dogecoin các bạn. Dogecoin thì trong vòng 24 giờ qua đã giảm 3.3% và trong vòng một tuần qua thì không có thay đổi nhiều. Chúng ta thấy là Shiba Inu đó thì à, mọi người bây giờ vẫn đang quan tâm đến mạng lưới tầng 2 Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của Shibarium Shibarium đó là bước kế tiếp của Shiba Inu và đó sẽ là mạng lưới tầng 2 của Ethereum Tại vì các bạn đã biết là Shiba Inu đã đồng ERC20 cho mạng lưới của Ethereum à, Và chúng ta cũng thấy là cái sự hào hứng đó vẫn đang có hiện tại Và cái mạng lưới Shibarium sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào Và chúng ta cũng đã thấy được là Shiba Inu là một trong đồng mà bắt đầu là từ meme coin nhưng mà từ từ họ cũng muốn chuyển qua và không còn là meme coin nữa. Ngoài chi đưa ra các bạn cũng đã thấy là open interest nghĩa là những cái lệnh đòn bẩy đó cũng đã tăng lên đối với là Shiba Inu. Chi tiết hơn đó là các bạn thấy là những cái lệnh đòn bẩy đã lên tới 100 triệu đô la các bạn. Đây là cái con số cao nhất kể từ tháng 2 và các bạn đã thấy được là cái số lượng lệnh futures đã tăng lên gấp đôi so với lại cái tháng trước đó. Thì điều này là tốt hay là xấu các bạn khi mà các bạn thấy là những cái đồng meme coin Shibelio đó thì lại có nhiều cái lệnh futures đang mở hiện tại thì nếu như mình nhìn vào lịch sử đó thì các bạn đã thấy được là dựa theo tài liệu được chia sẻ từ Coinclass thì mỗi một lần mà chúng ta thấy cái số lượng lệnh futures Shibelio tăng lên thì nó thường ở cái mức cao trong cái thời điểm đó của BTC nếu như chúng ta thấy được là có nhiều lệnh Shiba Inu đã được mở vào lúc mà BTC sau khi đạt được 69.000 đô Rồi kế đó các bạn thấy được là cũng có một cái đợt khoảng 52.000 đô một BTC Lúc đó chúng ta cũng có nhiều lệnh Shiba Inu được mở Rồi cái mức ở 45.000 đô, cái mức ở 48.000 đô sau đó thì có hai đợt khi mà giá BTC ở mức 25.000 đô đó thì lúc đó cũng có nhiều lệnh Shiba Inu xuất hiện. Chúng ta thấy được là lần đầu tiên là vào tháng 8 của năm ngoái và gần đây hơn đó là tháng 2 của năm nay thì giữa thời lịch sử đó mỗi lần mà cái số lệnh Shiba Inu tăng lên thì đó là cái mức cao trong thời điểm đó của BTC thì bây giờ một lần nữa chúng ta đã thấy là nhiều lệnh Shiba Inu xuất hiện thì có phải là cái mức 30.000 đô, 29.000 đô là local top của cái thời điểm này hay không và chúng ta có thể lặp lại năm 2019 có nghĩa là nửa năm còn lại của BTC sẽ có một sự điều chỉnh không biết các bạn, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Giá của BTC đã, đã trong một phạm vi cực kỳ thấp một thời gian dài rồi. Có thể là dài hơn nhiều người nghĩ. Còn về Pepe đó, thì các bạn cũng thấy có những cái động thái như là hồi ngày 9 tháng 8 đó, cách đây khoảng chừng 4 ngày thì chúng ta cũng có một con cá voi đã chi ra một triệu USDC để mà thu mua tổng cộng là 807 tỷ token của Pepe Nói chung thì cuối tuần này tuy là BTC và những đồng lớn không có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà chúng ta cũng thấy là có những đồng meme như là Pepe và Shiba Inu thì cũng có một cái sự tiến triển trong vòng mấy ngày qua Chúng ta cũng có một cái thông tin ngày hôm nay và đối thường nó cũng không phải là quan trọng lắm đâu Đây là cái thông tin liên quan đến có những động thái từ ví của công ty Voyager Công ty Voyager là công ty mà đã khai về phá sản các bạn thì đã có một cái động thái là họ đã di chuyển tổng cộng là 1.500 Ethereum đáng giá khoảng chừng là 2 triệu 700 000 và khoảng chừng 250 tỷ Shiba Inu thì cũng đáng giá khoảng 2 tỷ 7 các bạn và đã di chuyển lên trên sàn Coinbase vào ngày 11 tháng 8 như là cách đây 2 ngày thì thực ra con số này đã cũng không có phải là nhiều đến nỗi mà chúng ta cần phải quan tâm đến là sẽ ảnh hưởng đến giá cả nhất là đối với 1, y tờ các bạn 1.500 y tờ đẩy lên trên sàn Coinbase bán hết cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu nhưng mà đây là một bài viết mà cũng được chia sẻ nhiều cho nên thùng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm bắt được thông tin mà thôi và nói tới trong tuần này đó thì có những cái sự kiện gì nổi bật các bạn thật ra trong tuần này đó là một trong những tuần mà nó im lặng hơn chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày thứ hai nghĩa là ngày mai Hoa Kỳ đây thì không có sự kiện gì gọi là lớn hết ngày thứ ba đó thì chúng ta sẽ có hai thông tin cho bạn thứ nhất đó chính là thông tin liên quan tới US retail sales nghĩa là những cái thống kê bán lẻ nó như thế nào thì đây là một trong những chỉ số xem coi là nền kinh tế của Hoa Kỳ ra sao người ta còn chi tiêu nhiều hay là không và cũng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ để chúng ta sẽ có lời phát biểu đến từ Chủ tịch của Fed ở chi nhánh Minneapolis đó chính là Chủ tịch Kaskari và các bạn đã biết là New Kaskari là một trong những nhân vật mà rất là hawkish đây là một trong những người mà luôn ủng hộ Fed tiếp tục tăng lãi suất và cho đến ngày hôm nay đó sau khi mà nhận được cái thông tin liên quan đến CPI tuần vừa rồi thì các bạn đã thấy được là không có sự ảnh hưởng lớn liên quan đến thị trường chứng khoán cũng giống như là crypto tại vì cái ước tính cũng cỡ đó mà thôi cho nên không có nhiều cái sự thay đổi và cho đến ngay bây giờ phần lớn 90% hợp đồng tương lai ngày hôm nay thì vẫn nghiêng về là Fed sẽ nhưng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 các bạn tháng này sẽ không có cuộc họp nào của Fed hết nhưng mà tháng 9 là sẽ có cuộc họp kế tiếp và ngay bây giờ đã vẫn nghiêng về là sẽ không tiếp tục tăng thêm lãi suất nữa để xem coi là trong tuần sau đó ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, chủ tịch New Cavary sẽ có những lời phát biểu như thế nào. Ông ta có nghĩ là nên nhưng tăng lãi suất hay là không và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ nhận được văn bản họp chính thức từ cuộc họp hồi tháng 7 thì các bạn đã biết là sau khi mà hợp rồi đó thì chủ tịch john Powell sẽ chia sẻ những cái thông tin với lại báo chí nhưng mà văn bản hợp chính thức đó, thì phải 3 tuần sau chúng ta mới có và đây sẽ là văn bản hợp chính thức của cuộc họp hồi tháng 7 và cái chúng ta muốn xem coi là trong cái cuộc họp đó đã đề xuất như thế nào liên quan đến những cái đợt sau này có tiếp tục ngưng tăng hay không và có ai đề nghị là sẽ giảm lãi suất năm sau chúng ta muốn xem những thông tin đó khi nào mà có tài liệu tôi sẽ chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội và trong video cuối tuần này đây chúng ta cũng có một số những thông tin nổi bật các bạn và chúng ta đã thấy là có một cái thông tin khiến cho nhiều người rất là hào hứng đó chính là thông tin tài chính của cựu tổng thống Donald Trump. Tại các bạn đã biết là những ai mà ra ứng cử tổng thống đó thì đều phải chia sẻ thông tin tài chính và thông tin tài chính của cựu tổng thống Donald Trump đó đã chia sẻ là có một cái ví Ethereum đang lưu trữ khoảng chừng 250.000 tới 500.000 đô la crypto các bạn. À, và chúng ta cũng thấy được đây là cái tài liệu chính thức được chia sẻ thì các bạn đã thấy là trên trang thứ 81 đó thì đã có tài liệu thường biết là nó hơi màu chút nhưng mà cái mục 25.2 này đó các bạn thấy được để là Cryptocurrency wallet ví crypto và đây là cái ví Ethereum thì điều này đó cũng khá là thú vị tại vì các bạn đã biết là khi mà còn là tổng thống đó thì cựu tổng thống Donald Trump nói không phải là fan của Bitcoin lý do tại vì ông ta nghĩ là BTC đó là một loại tiền tệ và sẽ cạnh tranh với lại đồng đô la và với cương vị của cựu tổng thống Donald Trump thì ông ta chỉ ủng hộ đồng đô la mà thôi nhưng mà các bạn đã biết là sau khi mà đã không còn là tổng thống nữa đó thì cũng đã có hai đợt bán NFT liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump thì nhiều bạn cũng đã chỉ được đó là hai đợt bán NFT này đó là chủ yếu là cựu tổng thống Donald Trump chỉ đứng ra để mà bán cái thương hiệu mà thôi có nghĩa là cho một công ty khác sử dụng thương hiệu Trump để mà bán những cái NFT này và chi tiết hơn đó các bạn thấy được là bên dưới này chúng ta có thể thấy được là cái công ty CIC Digital LLC này là công ty mà đã mua bản quyền từ Công ty Trump để có thể là bán những cái NFT này Nhưng mà ngoài việc là bán cái bản quyền ra đó Thì các bạn đã biết là cựu Tổng thống Donald Trump cũng là người đứng ra để mà làm quảng cáo Và những người mà lưu trữ NFT đây cũng có cơ hội để có thể đi dự một buổi tiệc Gala Dinner với lại cựu Tổng thống Donald Trump tại South Florida Cho nên nó không có đơn giản là đây là một cái đợt bán NFT mà không hoàn toàn liên quan gì hết Của Tổng thống Donald Trump các bạn thứ nhất là đứng đầu quảng cáo và thứ nhì nữa đó cũng có thể à, cùng đi ăn cơm tối với lại của tổng thống Donald Trump cho nên cái mối quan hệ đó nhiều hơn là nhiều người nghĩ thì nhiều người nói là đương nhiên thì sẽ được à, trả một phần hay là sẽ được quay hồng khi mà bán NFT này thì có phải là cái địa chỉ ví Ether đó là liên quan đến cái đợt bán NFT này hay là không thì một điều mà các bạn nên biết đó là NFT của Trump là NFT nằm ở trên mạng lưới của Polygon cho bạn chứ không phải là trên mạng lưới của Ethereum. Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là trang chính thức, đây là một cái bộ sưu tập NFT trên mạng lưới của Polygon. Thì nhiều người cho là nếu như vậy đó thì đáng lý đâu khi mà bán NFT rồi thì không phải là đồng ma hay sao tại sao lại là Ethereum. Cho nên nhiều người vẫn đặt câu hỏi đó. Điều mà chúng ta biết đó là hiện bây giờ là có một địa chỉ ví của Ethereum trong cái danh sách tài sản của cựu tổng thống Donald Trump Và lưu trữ từ 250.000 cho đến 500.000 Thì nhiều người cho đây cũng là một cái dấu hiệu tốt các bạn Có thể là cựu tổng thống Donald Trump cũng đã thay đổi quan điểm của mình về crypto rồi Và tính tới ngày hôm nay nữa các bạn thấy được đây là những ứng cử viên cho tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 Thì các bạn đã biết là ở bên đảng Dân Chủ đó Thì chúng ta có đương nhiên là tổng thống hiện bây giờ là Joe Biden Rồi sau đó chúng ta có Williamson và chúng ta có Kennedy và chúng ta cũng đã biết là trong ba người này đó thì robert kennedy Jr. là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ btc chúng ta thấy được là ở bên đảng cộng hòa thì chúng ta có à, cựu tổng thống donald trump các bạn đã biết là tuy không có nói rõ quan điểm thì bây giờ nhưng mà các bạn đã biết là sau đó cũng có NFTs và cũng đã không có đưa ra những cái lời chống đối crypto một thời gian dài rồi và chúng ta cũng thấy được cái kế đó chúng ta có Ramaswamy đây là một trong những người mà ủng hộ BTC chúng ta cũng có Francis Wallace là một trong những người mà ủng hộ BTC và Ron DeSantis là một trong những người mà ủng hộ BTC thì ít ra trong danh sách này đây chúng ta cũng đã thấy có ít nhất là năm ứng cử viên tổng thống một là công khai ủng hộ còn hai đó có, có mối quan hệ với lại crypto hiện tại những người còn lại đó thì chúng ta vẫn chưa có biết rõ quan điểm ngoại trừ là các bạn thấy là tổng thống hiện tại là Joe Biden thì chính quyền của Biden không có thiện cảm với crypto lắm chúng ta cũng đã thấy là những cái sự đàn áp trong vòng mấy năm qua rồi thì có thể là còn những người khác họ cũng chưa có thật sự lên tiếng nói về quan điểm của mình liên quan tới bitcoin hay là crypto nói chung thì cũng có thể là còn người ủng hộ nữa các bạn thường chỉ có thể cảm nhận được đó là bitcoin đã trở thành một cái gì đó không phải là một đề tài mà được Riêng thế giới tài chính quan tâm tến mà bây giờ nó cũng đã tiến vào chính trị các bạn. Đây cũng là một trong những đề tài chính trị hiện tại. Và có nhiều người cũng nói là khi chúng ta nhìn vào cái danh sách này đó thì chỉ để là cái ví crypto Ether thôi. Chứ đâu có nghĩa là cụ tâm thò trong lưu trữ Ether đâu. Thì đó cũng đúng các bạn. Nhiều người nói là có thể là ông ta lưu trữ PP hay là CBNU cũng có thể luôn cho đến khi nào mà bên của tổng thống Donald Trump chia sẻ chi tiết thì chúng ta chỉ biết một địa chỉ ví của Ether mà thôi chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới Sam Free các bạn thì cái ngày mà xét xử đó sẽ là vào ngày 2 tháng 10 của năm nay thì nhiều bạn cũng đã biết là sau khi mà bị khởi kiện bởi bộ tư pháp bởi scc và thu nhớ hình như là CFTC cũng khởi kiện simon free hiện tại và trong đó có dân sự và hình sự luôn thì sau khi mà bị khởi kiện thu nhớ là hồi tháng 2 hay là tháng 1 của năm nay thì sau khi mà khởi kiện rồi đó thì tới tháng 10 có nghĩa là khoảng chừng hai tháng nữa thì mới bắt đầu là xét xử thì nhiều người cũng hỏi tại sao mà lâu như vậy thì ở bên simon free nói là cần thời gian để mà xem tất cả những cái chứng cứ chống lại simon free để có thể đưa ra một cái biện hộ nó hợp nhất cho nên cần thời gian và sau đó đó thì uh, ba mẹ của samon free cũng đã đưa một số tiền không hề nhỏ để sam bằng free có thể được tại ngoại có nghĩa là sẽ bị giam lỏng ở nhà uh, và sau đó cũng đã có một chút xíu ra mà các bạn thì uh, bây giờ samon free đã bị thu hồi quyền bảo lãnh tại ngoại có nghĩa là bây giờ đã phải ngồi tù cho đến ngày xét xử ngày 2 tháng 10 lý do tại sao đó thì liên quan đến những cái lời cáo buộc là Simon Free đã có những dấu hiệu là quấy rối những cá nhân chứng khác có nghĩa là Simon Free đã liên hệ hay là đã làm một cái gì đó khiến cho thẩm phán đó không có an tâm và sau đó đã quyết định là thu hồi luật đó để cho Simon Free bị giám sát trực tiếp ở trong tù và trong tù đó thì Simon Free chỉ được sử dụng máy vi tính và internet để truy cập những thông tin liên quan đến vụ kiện của mình mà thôi chứ không được làm bất cứ điều gì khác. Tại vì có nhiều lời cáo buộc là Simon Free vẫn có thể sử dụng internet mặc dù đã bị hạn chế. Và cũng có nhiều lời cáo buộc mặc dù là không có bằng chứng gì hết nhưng mà cũng có nhiều lời cáo buộc là Simon Free cũng đứng sau lưng nhiều cái vụ scam gần đây. Nhưng mà bây giờ đó thì uh, kết quả là Simon Free sẽ bị nhốt lại ở trong nhà tù ở Putnam, New York cho đến khi ra tòa vào ngày 2 tháng 10 các bạn. Đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới cái sự kiện này và tuần vừa rồi đó các bạn đã nhớ là công ty paypal nói là họ có một cái đồng ổn định là pyusd thì đương nhiên đây là một cái sự kiện mà đối với bạn thân thuận và thường nghĩ là nhiều người cũng nghĩ là đương nhiên có tốt có xấu đây là một cái đồng ổn định mà nó có cái sự quản lý chặt chẽ có thể bị đóng băng được cũng tương tự như là usdc và theo được các bạn nhưng mà sau đó đó thì công ty paypal cũng đã bị một cái cảnh báo đó chính là Federal Reserve các bạn nghĩa là cục dự trữ bang của Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo đối với bất cứ một ngân hàng nào mà muốn làm việc với lại công ty PayPal hay là sử dụng PYUSD. các bạn thấy được là công ty PayPal là một trong những công ty gọi là truyền thống các bạn và trước đây cũng đã có những cái động thái không ủng hộ crypto. Nhưng mà sau này đó thì công ty PayPal cũng đã cho mua bán BTC và Ethereum. Nhưng mà các bạn thấy là những công ty truyền thống đó hồi xưa giờ họ không có tham gia vào nhưng mà bây giờ họ tham gia vào thì họ cũng đã ít nhiều gì hiểu được những cái khó khăn của những công ty ở trong thị trường tù này các bạn khi mà đụng đến khước tù đó thì lại bị fed lại bị những cái đơn vị quản lý tài chính khác đó đã đưa ra những cái thông báo là hãy cẩn thận khi mà làm việc với công ty paypal ít cho công ty paypal bây giờ họ cũng đã ném được một cái sự khó khăn đó chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một cái công ty tài chính khác các bạn đó chính là hsbc thì đấy là một trong những cái ngân hàng mà luôn chống đối với crypto nhưng mà gần đây đó chúng ta cũng đã biết là ngân hàng này là một trong những ngân hàng mà họ cũng đã mua một cái mảnh đất ở trong metaverse các bạn đó chính là trong the sandbox rồi sau đó chúng ta cũng thấy là đây là một trong những ngân hàng mà cũng đã cho phép khách hàng của họ trade không phải là bitcoin và ether trực tiếp nhưng mà cho giao dịch cái quỹ etf bitcoin và ethereum ở hồng kông thì ngân hàng này đó là một trong những ngân hàng mà hiện bây giờ họ vẫn có nhiều cái hạn chế liên quan đến crypto cho khách hàng của họ và đặc biệt hơn đó là các bạn thấy được là những người mà sử dụng dụng sàn giao dịch mà có account của ngân hàng này đó thì chỉ được di chuyển 2.500 bản anh cho mỗi một giao dịch và không thể di chuyển hơn 10.000 bản anh một tháng đây là một con số đối với nhiều người có thể là đủ nhưng mà đối với một số người có thể là không đủ đó các bạn nói chung đó thì những ngân hàng khác không có những hạn chế như thế này ngoại trừ là SSPC và những hàng khác đó có thể là có hạn chế nhưng mà con số nó cao hơn nhiều và thật ra HSBC đó áp dụng những cái ứng dụng này chỉ cho thị trường crypto mà thôi chứ họ không có những cái hạn chế như thế này đối với những ngành khác và điều này đó đã dẫn đến rất nhiều chỉ trích các bạn có nhiều những nhà lập pháp ở Vương Quốc Anh cũng giống như là các bạn thấy là Thủ tướng Rishi Sunak cũng đã lên tiếng nói là ngân hàng đó không nên đối xử với những ngành khác nhau nhất là đổi vào ngành mà không có vi phạm luật pháp tại vì crypto không phải là một ngành phạm pháp ở nước anh thì tại sao lại có những cái hạn chế như thế này nếu như mà ngân hàng có những hạn chế như thế này thì chẳng khác gì là lựa chọn ngành nào À, được phát triển như nào không được phát triển và thêm vào đó đó ngân hàng HSBC là một chuyện ngân hàng mà nói chung không không phải là có một lịch sử tốt đẹp gì các bạn HSBC là một chuyện ngân hàng mà đã bị phạt rất là nhiều lần và lý do mà bị phạt đó thì cũng liên quan đến những cái mà HSBC thường hay nói với khách hàng của họ tại sao họ không có muốn ủng hộ crypto Tại vì crypto liên quan đến lừa đảo, liên quan đến thao túng thị trường Trong khi mà năm 2012 đó các bạn thực là SPC đã bị cáo buộc là sử dụng ngân hàng của mình để mà hỗ trợ một cái tập đoàn bán thuốc cấm các bạn và có thể lên tới 700 tỷ bảng Anh năm 2020 đó thì đơn vị Vincent các bạn đây là cái đơn vị mà họ chuyên về những cái tội phạm hành chính đó, thì cũng đã cho thấy được là ngân hàng HSBC đó vẫn tiếp tục vi phạm những luật liên quan tới uh, hối lộ chính trị các bạn Năm 2014 đó thì HSBC cũng đã phải đóng phạt 275 triệu đô la liên quan đến việc là thao túng thị trường Forex các bạn Và năm 2016 đó thì hai giám đốc cấp cao của HSBC uh, cũng đã bị cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường Và năm 2018 đó thì uh, HSBC cũng đã phải đóng phạt 765 triệu đô la liên quan đến à, việc gian lận ở trong à, thị trường bất động sản các bạn được là ngân hàng ICBC hay là những ngân hàng khác đó thì cũng không có phải là những ngân hàng mà chưa bao giờ bị phạt thường đã từng chia sẻ rất nhiều rồi nhưng mà hầu hết những ngân hàng bây giờ đó thì họ cũng đã chuyển qua để mà ủng hộ crypto của bạn còn một số ngân hàng còn lại đó thì không biết vì lý do gì các bạn được là bản thân của họ đó thì đang phát triển trong thị trường crypto này nhưng mà ngược lại đây thì họ lại không muốn khách hàng của họ tham gia vào crypto trong đó chúng ta có ngân hàng HSBC thì đối với những cái sự chỉ trích này ra hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt hơn về ngân hàng HSBC nhưng chúng ta cũng có một số những cái thông tin tốt trong cuối tuần này các bạn trong đó chúng ta có ngân hàng SoFi đây là một ngân hàng mà có trụ sở tại San Francisco thì họ cũng vừa công bố báo cáo thu nhập quý 2 ra trong đó họ đã tiết lộ để nắm giữ 166 triệu đô la giá trị crypto như là một phần tài sản của công ty thì đây không phải là đầu tiên mà chúng ta nghe nói tới một công ty lưu trữ crypto trong cái bảng ngân sách uh, của công ty nhưng mà các bạn thấy được lần này đó, thú vị là ngân hàng SoFi đó lưu trữ không những là riêng là Bitcoin, Ether mà còn có Litecoin, Cardano, Solana, Doge và ETC các bạn Ethereum Classic và đương nhiên trong đó, đó thì BTC chiếm phần lớn nhất là 82 triệu có nghĩa là khoảng chừng phần nửa của số tiền này và cái số crypto nắm giữ trong quý 2 đã cũng tăng đáng kể so với cái quý trước đó SoFi Bank này cũng đang đất tranh thủ ở à, trong cái à, mùa downtrend này để mà thu gom các bạn và chúng ta thấy được là đây là những công ty mà họ công bố mà thôi những công ty mà trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ đây thì họ sẽ công bố nhưng mà còn biết bao nhiêu những công ty mà không phải trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ các bạn những công ty tư nhân mà không có bán chứng khoán trên sàn thì biết bao nhiêu công ty đó còn đang lưu trữ crypto chúng ta không biết hiện tại tôi nghĩ là nhiều hơn các bạn tưởng tượng và thêm một công ty nữa đó chính là công ty Voyager Interactive các bạn công ty này đó là một công ty đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông và cũng đồng thời là công ty phát triển và điều hành những trò chơi giải đố và cờ vua trực tuyến tại Trung Quốc Thì công ty này đó họ đã phê duyệt ngân sách 5 triệu đô la để mua crypto và chủ yếu là Bitcoin và Ether Thì như bạn cũng nói là con số này không khoa là nhiều lắm đối với một công ty Thì đương nhiên các bạn khi mà so sánh với lại công ty SoFi mới đây thì 5 triệu so với 166 triệu thì khác nhau rất là nhiều và so với lại những công ty như là MicroStrategy đó, thì tính tới hàng tỷ rồi các bạn Thì đương nhiên khác xa rất là nhiều Nhưng mà đây cũng là một cái khởi đầu tốt chúng ta cũng có một cái cập nhật hồi thứ sáu nào nhiều còn đã biết rồi cũng như dự đoán đó thì SEC đã trì hoãn ra quyết định về ARK Bitcoin Spot ETF chúng ta cũng đã biết là hiện bây giờ đã có rất là nhiều những cái quỹ đã để đang chờ được duyệt chúng ta có những cái quỹ đến từ những công ty lớn như là Fidelity, BlackRock vân vân thì đương nhiên không có lý do gì mà cho thông qua một Bitcoin Spot ETF bây giờ mà không cho phần còn lại thông qua và thường không nghĩ là SEC sẽ cho thông qua một cách dễ dàng như vậy các bạn chúng ta cũng đã biết đó là SEC thì có cái hạn đầu tiên rồi cây hàng thứ nhì hạng thứ ba và hãng chót đó đó chính là cái ngày cuối cùng mà SEC phải đưa ra quyết định một là cho thông qua hai đó là từ chối thì chúng ta thấy được là SEC có thể trì hoãn lên tới 240 ngày thì cái kỳ hạn của ARK Invest là ngày 13 tháng 8 mới đây thì đã trôi qua rồi và SEC đã quyết định là sẽ trì hoãn các bạn lần kế tiếp sẽ là vào tháng 11 cho cái quỹ ARK Invest và cái ngày hạn chót chính là ngày 10 tháng 1 năm 2024 và các bạn thấy được là những cái quỹ khác như là của BlackRock, Bitwise thì cũng tương tự

kế tiếp sẽ là cái hạn vào tháng 10 và chúng ta được là cách xa nhau chỉ có một 2 ngày mà thôi những cái quỹ chúng ta thấy được là BlackRock đó là ngày 17 tháng 10 kế đó Bitwise là 16 tháng 10 và bên dưới này đó vào quỹ là ngày 19 tháng 10 nói chung đó là nó sát sát với nhau thì tôi nghĩ là SEC cũng sẽ tiếp tục trì hoãn cho đến cái hạn chót có nghĩa là qua năm 2024 và chúng ta thấy được là sẽ có quyết định cuối cùng vào trễ nhất là tháng 3 tại vì chúng ta thấy được là tháng 1 là cái ngày mà hạn chót của ARK Invest. Nhưng mà những cái quỹ còn lại là tới tháng 3 Nhưng mà theo Thuận nghĩ đó nếu như mà thật sự cái quỹ Tony 21 share này được thông qua là cái quỹ Bitcoin Spot ETF đầu tiên đó, Thì Thuận nghĩ là những cái đề xuất còn lại cũng được thông qua cùng một ngày mà thôi Tại vì nó đều có cái phần giống nhau hết Không có lý do gì mà cho phép một đề xuất mà không cho phép những cái đề xuất còn lại và các bạn có để ý là tất cả những sự kiện lớn nó hầu như đều hướng về cái Bitcoin Heaven năm 2024 có thể là ngẫu nhiên có thể là không phải các bạn chúng ta cũng đã thấy được là Bitcoin Haven năm 2024 sẽ xảy ra vào khoảng chừng tháng 4 của năm sau chúng ta cũng thấy đó cũng là lúc mà có khả năng là sẽ có Bitcoin Spot ETF được thông qua một tháng trước đó đó cũng là khả năng chúng ta sẽ có thể thấy là phép giảm lãi suất và ngày Bitcoin Heaven thì được tuy nhiên không có ấn định cho bạn tại vì nó tùy theo là một block nhanh hay chậm nhưng mà ước tính là khoảng tháng tư và các bạn cũng đã thấy là cái giá halving của BTC thì tăng mỗi chu kỳ chu kỳ đầu tiên đó thì bitcoin halving lúc đó giá của BTC năm 2012 là 12 đô la năm 2016 đó thì cái đợt halving đó giá BTC là 675 đô năm 2020 là cái đợt halving lần thứ ba giá của BTC là 9.670 thì các bạn nghĩ là năm 2024 này đó thì giá BTC haven sẽ là bao nhiêu? Các bạn comment ở bên dưới. Dựa theo lịch sử đó thì giá của BTC sẽ không có đạt đỉnh mới trước ngày Halving. Có nghĩa là đỉnh mới sẽ lập sau khi mà có Bitcoin hà mình xong Lúc đó là cái số lượng BTC được đào sẽ giảm đi phần nữa Và nhiều người cho là lý do đó sẽ dẫn đến là những cái thờ đào họ sẽ không bán BTC nữa Đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người nói là thờ đào đã bán nhiều BTC gần đây Tại vì họ bán để mà dự trữ tiền Khi mà Bitcoin hai mình xảy ra đó cũng đồng nghĩa là thu nhập của họ bị giảm đi phần nữa và đương nhiên tới gần đó sẽ có nhiều người nói là khi mà thợ đào bị lỗ phần nữa thì họ sẽ không đào nữa dẫn đến mạng lưới BTC sẽ bị sụp đổ. Lần nào hai bình cũng nghe những câu chuyện tương tự hết nhưng mà các bạn đã biết là đó không phải là sự thật. Sự thật đó là mỗi một chu kỳ cái số tốc độ đào đó đều tăng lên và chúng ta cũng đã biết là có cái sự tương quan giữa tốc độ đào và độ khó đào. Khi mà tốc độ đào giảm xuống đó độ khó đào cũng sẽ giảm xuống khiến cho những người mà còn đào đó họ sẽ đào hiệu quả hơn dẫn đến nhiều người là cảm thấy hấp dẫn người họ lại, lại chở vào đào và cứ thế mạng lưới của BDC tiếp tục phát triển chứ không có như là nhiều người nói mỗi lần mà ha bình xong đó, thì nếu như vậy thì Bitcoin đã sụp đổ nhiều lần rồi các bạn nhưng mà đối với lại ha bình thì sau khi mà hai bình thì có khả năng là nhiều thảo sẽ không có bán họ dự trữ đó dẫn đến là cái áp lực của cái nguồn cầu giảm đi các bạn tại vì thời đào là một trong những đơn vị họ bán thường xuyên và ngày này qua ngày nọ đó thì cái áp lực đó sẽ từ từ thấm vào trong thị trường các bạn cái nguồn cung sẽ giảm đi cái nguồn cầu mà nếu như dẫn như vậy đã dẫn đến giá cả tăng trưởng và đây cũng là một trong những cái lý thuyết tại sao mà giá của BTC tăng trưởng sau mỗi đợt halving tại vì số lượng bán đã giảm đi từ những cái thời đào nhưng mà có một khả năng khiến cho giá BTC có thể đạt được đỉnh mới trước khi mà có hai bên các bạn đó chính là Bitcoin Spot ETF tôi nghĩ nếu như Bitcoin Spot ETF được thông qua đó thì hoàn toàn có khả năng là chúng ta sẽ có một đỉnh mới trước cả hai bình và nói tới ETF đó các bạn có biết là năm nay chúng ta nói tới toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Những cái quỹ ETF mà có sự tăng trưởng mạnh năm nay đó toàn là những cái quỹ ETF liên quan đến crypto 15 quỹ ETF lớn nhất các bạn thấy được là toàn liên quan đến crypto không có sự tăng trưởng rất mạnh Cho nên chúng ta có cái quỹ WGMI đó tăng tới 227% các bạn Như các bạn nhìn trên màn hình đó những cái quỹ như là Valkyrie Bitcoin Miners ETF Đây là một cái quỹ ETF liên quan tới những cái công ty đào BTC, chúng ta có Vanex Digital Transformation, Global X Blockchain vân vân, các bạn thấy được là những cái quỹ ETF năm nay tăng trưởng mạnh là những quỹ liên quan đến crypto, cho chúng ta thấy được là cái sự hứng thú đó đối với crypto là crypto hoàn toàn không có nhỏ đến từ những cái công ty truyền thống các bạn và nhiều những cái công ty đầu tư truyền thống đó họ tiếp cận những cái quỹ này, tại vì hiện bây giờ vẫn chưa thực sự có một cái quỹ spot ETF, khi mà đã có một quỹ spot ETF rồi thì tôi nghĩ là cái sự hứng thú và cái dòng tiền vào đó sẽ không hề nhỏ đâu và chúng ta cũng có một số cập nhật uh, liên quan tới SEC thì đầu tiên hết uh, cuối cùng sàn Gemini ở Hoa Kỳ cũng đã release lại đồng XRP các bạn cũng đã biết là cái đây vài tuần đó uh, sau khi mà XRP chính thức không phải là chứng khoán dựa theo cái uh, sự quyết định của thẩm phán Torres thì nhiều sàn như chúng ta thấy được là sàn Coinbase cũng đã list đồng XRP trong đó chúng ta có Kraken cũng đã list rồi nhưng mà có một cái sàn mà không có list đồng XRP đó chính là công ty Gemini thì công ty Gemini bây giờ cũng đã list đồng này rồi các bạn và điều này cũng thú vị tại vì các bạn đã biết là sàn Gemini đó relist đồng XRP này sau khi mà có thông tin là SEC sẽ kháng cáo chứ không phải là trước đó có nghĩa là họ cũng xem cái thông tin SEC kháng cáo đó cũng không có liên quan gì đến cái tương lai của XRP và tôi cũng đã chia sẻ chi tiết về cái thông tin liên quan tới SEC kháng cáo rồi họ chỉ kháng cáo một phần mà thôi chứ họ không có kháng cáo quyết định XRP là chứng khoán hai cái đó khác nhau nhưng bên nào mà muốn hiểu rõ hơn nữa thì có thể xem cái video thuận chia sẻ tuần vừa rồi về cái đề tài này và nói tới Coinbase thì các bạn cũng đã thấy là thượng nghị sĩ Cynthia Lomas cùng với một số tổ chức Vận động hành lang, crypto và một nhóm giáo sư đã kêu gọi tòa án liên bang phải bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại sàn Coinbase. Lý do tại sao đó thì thượng nghị sĩ Sintolumus cũng đã nêu ra được là hành động của SEC cho thấy được là họ đang lộng quyền và họ muốn giành quyền quản lý thị trường này. Tại vì SEC thừa biết là Quốc hội đó đang đàm phán để ra luật crypto và rất rõ ràng là luật crypto này đó sẽ giao phần lớn thị trường này cho một đơn vị khác quản lý đó chính là CFTC chứ không phải là SEC Vì lý do đó cho nên SEC đó mới đi trước một bước và đi kiện khắp nơi Tại vì họ muốn tòa án ra quyết định crypto là một hợp đồng đầu tư Trong khi đây không phải là trong thẩm quyền của SEC SEC đang cố gắng để thay đổi định nghĩa của những cái tài sản có được số trở thành hợp đồng đầu tư Nhưng mà ra luật là quyền của quốc hội chứ không phải là SCC, có nghĩa là SCC đã vượt quá quyền hạn của mình rồi, đưa ra những cái lập luận mới lạ nhưng mà không phù hợp. Việc crypto là gì và được quản lý ra sao, đó chính là quyền của quốc hội cho nên SEC đó vượt quá quyền hạn và vì lý do đó nó nên bác bỏ cái điều kiện giữa SEC chống lại sàn Coinbase. Điều thú vị đó là chỉ nói riêng về sàn Coinbase thôi các bạn, không nói gì đến sàn Binance hết. Hầu như là Hoa Kỳ không muốn hệ Binance tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ nữa, cho nên chỉ ra sức để mà bảo vệ Coinbase hiện bây giờ mà thôi. Đó là cái cảm nhận của Thần các bạn. Chúng ta thấy được là Sinton là một trong những thượng nghị sĩ đã ủng hộ crypto từ rất lâu rồi, nhưng mà ngay cả thượng nghị sĩ Lumus cũng không có nói tốt liên quan đến Binance mà chỉ nói riêng về Coinbase mà thôi Và nói tới Coinbase thì các bạn đã biết là cái quý 2 của họ là một quý mà họ cũng có thu nhập Tuy đã giảm so với quý 1 nhưng mà cũng là một thu nhập không hề nhỏ các bạn Trong quý 2 đó thì họ nói là họ đã có cái thu nhập là 708 triệu đô la và họ rất là lạc quan về tương lai cho nên sàn Coinbase họ đã đưa ra quyết định là họ sẽ dùng một số tiền để mà mua lại trái phiếu của chính công ty của mình và họ sẽ mua lại 15% của cái số lượng 1 tỷ đô la trái phiếu hiện tại thì khi một công ty mà họ muốn có tiền để tiếp tục kinh doanh đó, họ muốn phát triển thì họ muốn kêu gọi thêm vốn thì có hai cách lựa chọn thứ nhất là họ bán thêm cổ phần nhưng mà bán thêm cổ phần đó, thì sẽ dẫn đến là họ làm lõn đi cái cổ phần hiện tại tại vì bán thêm cổ phần có nghĩa là phải có uh, thêm những cổ phiếu nhưng mà ngược lại thì họ không cần phải trả lãi suất còn cách thứ nhì là họ có thể bán bán trái phiếu các bạn, trái phiếu người này giấy nợ thì bán trái phiếu họ không cần phải phát hành thêm cổ phần sẽ không làm loãng đi cái phần trăm cổ phần hiện tại nhưng mà đối với lại trái phiếu thì họ cần phải trả lãi suất thì cái đó là hai cái cách lựa chọn nhưng mà đối với Coinbase thì họ cũng đã lựa chọn là bán 1 tỷ đô la trái phiếu trước đây bây giờ đó họ lạc quan và có thu nhập cho nên họ muốn thu mua lại 15% của số lượng trái phiếu thì thu mua lại đó thì có hiệu quả gì các bạn thứ nhất là cho mọi người thấy được là công ty Coinbase là công ty mà có cái tài chính vững mạnh hiện bây giờ cho nên mới có tiền để mà thu lại trái phiếu thứ gì nữa đó khi mà thu lại trái phiếu thì hàng tháng sẽ trả cái phần lãi thấp hơn ít nhiều gì cho chúng ta thấy được là sàn Coinbase vẫn đang trong một cái trạng thái là có tài chính vững chắc hiện tại rồi có nhiều bạn cũng hỏi thường cái thông tin liên quan đến à, cuộc đấu giữa Elon và Mark các bạn thì cũng có khá là nhiều drama trong cuối tuần này và đặc biệt là ngày hôm nay, à, các bạn thấy được là cách đây hai ngày đó thì Elon Musk đã chia sẻ ở trên Twitter hay là X bây giờ đây là một cái trận đấu sẽ được tổ chức bởi quỹ của Elon và Mark không phải là UFC và sẽ livestream ở trên X và Meta và lấy bối cảnh Rome cổ đại đấu trường La Mã thì Elon cũng nói thêm là đã nói chuyện với đại thủ tướng Ý và bộ trưởng văn hóa họ đã đồng ý một địa điểm hoành tráng và tất cả mọi thứ được thực hiện sẽ tôn trọng quá khứ và hiện tại của nước Ý và tất cả số tiền thu được đều dành cho các cuộc chiến binh và các bệnh viện nhi ý nhưng mà ngày hôm nay đó thì lại có một cái thông tin thông tin này đó là được chia sẻ bởi Mark Zuckerberg các bạn thì hồi 4 giờ sáng đó đã có một cuộc trò chuyện các bạn 4 giờ sáng và đây là một cái cuộc trò chuyện giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg thì họ đã nói gì hồi 4 giờ sáng đây là cái screenshot được chia sẻ bởi Mark Zuckerberg thì để thuận chia sẻ phần này với các bạn liên quan đến cái cuộc đấu thì Elon hỏi Mark Zuckerberg có muốn tập luyện tại nhà của Mark Zuckerberg vào tuần tới không Mark Zuckerberg trả lời nếu vẫn muốn đánh MMA thật sự như là đánh võ tự do thật sự đó thì nên tự tập luyện và cho tôi biết khi nào anh sẵn sàng tôi không muốn tiếp tục thổi phòng điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra vì vậy anh nên ra quyết định anh sẽ làm như đã nói và thực hiện nó sớm hoặc chúng ta không nên tiếp tục. Sau đó Elon nói đó nhưng mà các bạn thấy là cái phần text này nó bị cắt phần dưới cho nên thùng chỉ có thể dịch được cái phần mà thùng thấy mà thôi. Thì Elon nói là tôi sẽ ở Palo Alto, Palo Alto là nơi ở thành phố của Microsoft hiện tại và tôi sẽ đến đó vào ngày thứ hai. Hãy đánh nhau trong Octagon của anh. Tôi đã không tập luyện nhiều ngoài trừ một trận đấu ngắn với Lex Freeman ngày hôm nay Trong khi tôi tin rằng nó sau đó thường không biết là họ nói gì thêm nữa các bạn Nhưng mà Mark Zuckerberg thì đã lên trên cái ứng dụng Threads các bạn Ứng dụng của Meta mà copy của Twitter đó Thì Mark Zuckerberg đã nói tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể thừa nhận rằng Elon không thật sự cam kết và đã đến lúc phải tiến tới Tôi đã đề xuất ngày Dana White có nghĩa là cái người tổ chức UFC đó các bạn, người mà tổ chức uh, võ tự do Và Mark Zuckerberg đã đề xuất ngày rồi và Dana White đề nghị một cuộc thi từ thiện hợp pháp. Elon chưa xác nhận ngày rồi tuyên bố là cần phải phẫu thuật và bây giờ đề xuất tập luyện ở sân sau của tôi. Thì đó là điều mà được chia sẻ về Mark Zuckerberg. Thì bây giờ đó cộng đồng đang xôn xao là ai thực sự muốn rút lui, Elon muốn rút lui hay là Mark Zuckerberg muốn rút lui các bạn. Thì tùy theo các bạn là người ủng hộ ai. Những người mà ủng hộ Mark Zuckerberg tới thì nói là rất rõ ràng. Nhìn vào những cái thông tin này đó thì Elon Musk đang cố gắng trì hoãn có thể là không muốn đánh nhau và Mark Zuckerberg đã sẵn sàng rồi. Thì thì Elon là người muốn rút lui Nhưng mà ngược lại đó, những người mà ủng hộ Elon thì nói là không Mark Zuckerberg cố tình làm lỡ chuyện lên Elon chưa bao giờ nói là muốn rút lui ra khỏi cuộc đấu này và elon musk cách đây khoảng chừng 8 năm thì cũng đã có một cái cuộc đấu dẫn đến là à, bị chấn thương và việc là elon musk cần phải phẫu thuật đó là điều mà nhiều người nghĩ là cũng hợp lý và elon musk thì đương nhiên cần thời gian để mà training trong khi mà michael bert đã sẵn sàng thì nhiều người cho là michael bert đang cố gắng để mà làm lớn chuyện này lên không có muốn tiếp tục đấu nữa cho nên mới lấy cái này làm cái cớ và đẩy hết qua bên elon musk để có thể là mình một người mà có thể rút lui trong nhân dự được các bạn nghĩ sao các bạn hãy không ở bên dưới không biết là bây giờ đã cuộc đấu này có diễn ra hay là không chúng ta vẫn chưa có thông tin mới nhất đến từ Elon Musk khi mà có thường sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta còn một thông tin nữa trước khi mà thuận sẽ cùng các bạn chung bình giá trong tuần này và các bạn sẽ được đề thông tin liên quan tới Brazil thì họ đang muốn sửa đổi luật về crypto thì theo luật đó lợi nhuận từ crypto khoảng 1.200 đô sẽ được miễn thuế khoảng 10.000 đô sẽ tính 15% và trên bước này đã sẽ tính thuế là 22.5% À, bây giờ đó thì à, họ muốn áp dụng cái luật này nhưng mà cần phải được thông qua trước vào ngày 28 tháng 8 của năm nay đó sẽ có một bỏ phiếu tại quốc hội Brazil không biết được thông qua hay là không nhưng mà khi mà được thông qua rồi đó thì những sửa đổi này chỉ áp dụng khi mà sử dụng sao dịch không có trụ sở ở Brazil mà thôi nói chung đó, thì cái phần trăm thuế này cũng không có nhỏ đâu các bạn 15% cho lợi nhuận hơn 10.000 đô và 22.5% phần trăm cho lợi nhuận chơi tới mức 10.000 đô Brazil là một trong những quốc gia mà cũng có như là tiên phong trong cái khu vực đó các bạn để mà ủng hộ crypto và BTC và cũng đã công nhận crypto là một tài sản thì đối với Brazil đó họ cũng đang xem coi là bây giờ đã chấp nhận rồi thì thuế như thế nào mà là hợp lý nhưng mà cái thuế này cảm thấy là cũng cao tôi không có sống ở Brazil nhưng mà nào mà biết thêm tin thì có thể chia sẻ nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ đó thì phần thuế này không hề nhỏ và cũng như là mỗi chủ nhật đó Thùng cũng sẽ cùng các bạn để mà chung mình giá cacao màu mà Thùng mà các bạn cũng đã tạo ra cái một 215 các bạn thì để nhắc lại đó chúng ta cũng đã cùng nhau tạo ra cái account này vào thời điểm là 4 tháng 4 năm 2022 lúc đó giá BTC là 46.622 đô các bạn và cũng cùng ngày đó chúng ta cũng đã bắt đầu trung bình giá Ethereum trên danh mục này đó chính là lúc mà Ethereum ở mức 3.514 đô thì cho dù giá bây giờ vẫn cách xa với mức đó các bạn thấy được chúng ta vẫn có lãi là 19.22% và mỗi tuần nên chúng ta cùng nhau chung mình giá 100 đô thì khi mà trở về cái mức cũ hay là thậm chí chúng ta thấy là trở về cái đỉnh cũ đó thì phần trăm này nó sẽ như thế nào nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh chúng ta được là BTC đó thì chúng ta trung bình giá bây giờ đã có lãi là 24 và Ethereum là 14.13 phần nhưng mà hai cái hợp lại đây chúng ta có lại khoảng chừng 20 phần hiện bây giờ thì hôm nay nó cũng như thường lợi chúng ta cùng nhau chung bình giá 100 đô cho BTC thì 100 đô đó ở mức là 29.290 chúng ta chỉ có thể thu mua được 0.00341 mà thôi các bạn thì sẽ submit thì các bạn được đây chính là cái chung bình giá ngày 14 tháng 4 ngày hôm nay tại Hoa Kỳ chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với lại Ethereum thì 100 đô Ethereum chúng ta có thể thu mua được 0.054 Ether các bạn thôi sẽ bấm submit thì đây là cái phần mà chung bình giá cho cuối tuần này Cuối tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục chung bình giá nữa các bạn Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Như mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link mình dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn như trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn